Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ký Sự Câu Cá Đăng Nông. Và tuần này hai anh em chúng mình sẽ tiếp tục ra Hồ Sen Hồng để săn hàng. Hôm nay chúng mình sẽ đánh 7 cân lăng xê, bài mồi truyền thống. Và hiện tại là khoảng 2 giờ rưỡi chiều rồi các bạn ạ. Chúng mình sẽ câu từ giờ đến tối nhá. Và các bạn sẽ cùng mình theo dõi xem hôm nay chúng ta sẽ được những gì. Được đấy, không sao đâu. Chỗ đấy đấy, ngày xưa ném đấy mà. Lên một em rô phi đầu tiên nhé các bạn. Phát cắn đầu tiên. Khoảng chưa đến 30 phút đã cắn rồi. Khá to nhá. Mới 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 m
đến hàng rồi các bạn ơi. Một em Rofi bự phết. Em này là em thứ hai nhá. Kéo quả ghê thật. Cháu phải dọn. Ok, vừa thay mồi xong. Vừa thay mồi ăn luôn nhỉ. Các bạn ơi, mình mới lên một em Rofi nữa này. Đúng 6 giờ nó cắn nhá. Là cái lúc chập choạng điện thì nó chưa lên. Bây giờ thì điện lên rồi này. Điện đường nó chưa lên. Tối đen này, em không quay được. Đấy, thêm một em Rofi nữa. Cũng khá khá. Đây, hai em lúc chiều đây. Đây là em thứ ba. Chưa? Đây là thành quả cả buổi chiều bao giờ của chúng mình nhá. Câu từ lúc 2 giờ chiều đến giờ. Nên bây giờ buổi tối là chúng mình giờ nướng với con này ngồi ăn chơi nhá. Ở đây thì rất là sạch sẽ và ngồi nướng ăn như đi du lịch vậy. Các bạn nhá, giờ mình làm đây nhá. Chúng mình vừa làm xong cá rồi nướng trên bếp than đây các bạn nhá. Nhìn trông rất là hấp dẫn. Chắc chắn là sẽ ngon. Nướng chắc tầm hơn tiếng thì sẽ ăn được. Rất là ngon các bạn ạ, thịt cá Rô Phi rất là ngon. Chúng mình nướng gần xong mấy con cá rồi các bạn ạ. Có một con nha, chín rồi, chúng mình nhậu trước nha. Có cần thủ Nguyên mới ra góp vui. Bốn anh em làm bốn lon bia thôi chứ không xơi nhiều, để vui thôi các bạn ạ. Ngồi ở cái khung cảnh rất mát mẻ ở bờ hồ sạch sẽ mà lai rai với anh em thì còn gì bằng, đúng không các bạn? Rồi, mời các bạn cùng ăn với chúng mình nhá. Ngon à, quá ngon. Đấy. Du. Du. À. Bia đẹp nhỉ, bia đủ các màu sắc. Dạ không ạ, cho bọn em ngồi tí nữa về à. Thơm nhỉ. Đưa ba ngon lắm nhá. Nướng luôn. Nướng luôn. Rồi, cám sợ nó sẽ hết. Nướng luôn. Nó ngã nó sẽ trượt. Đi
to của lá bình thường. Chẳng hết mùa thay rồi. Có lăng mùa được không? Hả? Có mùa lăng được không? Được. Được đấy. Đây là cần này. Đêm mà được một em Rufi to chưa các bạn này? Khổng lồ. To nhất của buổi hôm nay đấy. Lớn luôn. Dã man thật. Ban đêm vẫn cắn nhá. Mang nướng luôn. Giờ là 9 giờ rưỡi tối rồi các bạn ạ. Chúng mình xin phép dừng video tại đây nhá. Chúng mình dọn cần về thôi. Cá nướng ăn rồi, còn một con đang rộng ở dưới kia nữa. Chúng mình nướng ăn hết 4 con. Còn một con khá là bự, rộng để dưới. Các bạn nhớ ủng hộ chúng mình nhá. Like, chia sẻ video và đăng ký kênh Ký Sự Câu Cá Đăng Lông để tiếp tục đồng hành với mình trong những buổi câu sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.